Chào các bạn nhé. Buổi trưa mình ngồi mình sửa chữa. Có một cái bác ở bên Xuân Hòa, Vĩnh Phúc, bác ấy gửi cho mình một đống đồ. Các bạn ạ, đây là những cái máy hàn cao tần. Để sẽ có dịp mình sẽ làm cái máy hàn này. Thấy bác ấy bảo là bị cháy biến áp, đang bị cuốn rồi nhưng mà nó không chạy, nên gửi cho mình sửa cái biến áp này, cái biến áp của cái máy hàn này nhé, máy hàn cao tần nhé. Thì tiếp theo nó còn có cái này nữa. Bác đang cần hai cái này trước. Thì đây là một cái loa súp mình thấy khá là mới chất, mới cực kỳ luôn, chạy 4 sò. Năm 2001943 thôi, hai con ngược, hai con thuận. Nhưng mà bác ấy đem cho mình thì bác chả có biến áp thì mình cũng chả có biến áp để mà thử để mà sửa. Các bạn ạ, à, này mình phải lại tháo một cái biến áp của âm ly ra, nó sẽ có nguồn AC cộng trừ 15V rồi AC cộng trừ 24V cấp cho này để bắt đầu có nguồn nuôi để chạy. Nên mỗi cái này không thì mình không sửa được các bạn ạ. Nhiều người thì nó nặng hay là chỉ tháo đem bo mạch đi thì chả có đủ đồ để mình thử. Mệt lắm, mình lại phải phá những cái âm ly ra để mình cắm cái biến áp vào mình sửa thử được các bạn ạ. Thì nhìn qua thì cái biến áp này, cái nguồn này thì đây là cầu chỉnh lưu ra nguồn đối xứng cho phần công suất. Còn cái này cũng chỉnh lưu ra này, tụ lọc này rồi đi qua 78, 12, 79, 12 tạo ra nguồn cộng trừ 12V cho cái mạch điều khiển. Thì có loa cắt, nó có bộ này, bộ cắt súp này. Mình thấy mới lắm các bạn ạ. Hay là họ mua về họ lắp hay sao ạ? Mình không rõ. Nhưng mà còn mình chưa biết là con gì, nhưng cái video này mình sẽ sửa cái sạc này. Sạc này dễ sửa hơn, bên này có đủ đồ. Thì đây là cái sạc quy nhá. Cái sạc quy bé bé nhỏ nhỏ này. Như sạc xe đạp điện, sửa nó như sạc xe đạp điện thôi. Cái sạc này thì đúng thật sự nó chỉ là cái sạc quy và nó có cả cái màn LCD luôn, 12V 12V 4 đến 100Ah này. Tất nhiên là nếu mà 100 những cái sạc cái ác quy to 100Ah thì nó sẽ lâu đầy hơn, ví dụ 2 ngày mới đầy nhá. Còn 4A thì chắc 2 tiếng mới đầy. Chúng ta cứ xả sử nôm na thế nhá. Và anh Trung Quốc sản xuất thôi nhưng mà chữ toàn chữ Nga thôi. Thương hiệu này nhá, video này mình sẽ sửa cái này. Thì nhìn qua này. Nhìn qua thì móc phép chắc chiết chập nên ác ấy có để ở đây 5L65 thôi. Mọi người nhá. Một cái bộ nguồn xung tí thôi. Nói qua để bắt đầu mình sửa. IC dao động là 3842. Đưa xung ra để kích con móc phép này đang bị bác ấy đang tháo để đây này. Thì tóm lại là nguồn AC vào nó sẽ đi đến cầu chỉnh lưu, nó chỉnh lưu cái cầu bé xíu này, xỉu này. Chỉnh lưu thành nguồn đã DC lọc trên con tụ này này, từ năng lượng DC đấy nó dùng con IC này để tạo ra chuỗi xung kích móc phép này để lái cái biến áp này. Thì bên thứ cấp sẽ được chỉnh lưu. Được con iốt kép này chỉnh lưu ra này mọi người này. Thì nó sẽ chỉnh lưu ra, nó sẽ ra nguồn dương và âm. Thì nguồn dương này nó sẽ đi trực tiếp tới cọc dương của ắc quy. Sau đó chúng ta kẹp vào cực ắc quy thì nó sẽ đi về đến đây. Và con IC mờ su này nó sẽ nhận diện là ắc quy lúc đấy là đầy chưa, là như thế nào, ở mức điện áp là như nào, nó sẽ quản nó biết được. Nó sẽ đưa lệnh ra, nó sẽ kích mở con móc phép này để mở dòng chảy từ D này đi sang S này. Sau đó là đi qua con điện trở ổn định dòng, hoặc là điện trở ổn định dòng để về mát của cái nguồn tạo ra này. Thì cái điện áp rơi trên này ấy, là nó sẽ đưa về con MSU, để con MSU sẽ biết được để đưa ra một cái chương trình hồi tiếp, tác động vào hồi tiếp FB để cho cái dòng sạc không tăng khi điện yếu, khi pin yếu, tức là khi ắc quy mới đói quá thì dòng tăng cao ấy, thì cái dòng sạc tăng cao thì nó chết toi con mạch nguồn được ngay. Thì đó thì điện áp rơi nó lớn ấy, thì nó sẽ giảm, nó đưa ra cái tác động bằng con TL411 này để thay đổi cái độ rộng xung con này để nguồn ra yếu hơn thì dòng chảy sẽ yếu các bạn nhé. Sau đó mà khi ắc quy đã đầy lên ấy, thì dòng nó lại giảm đi ấy, thì bắt đầu nó lại tác động, nó sẽ biết được. Tóm lại nó rơi trên cái con điện trở này này, nó tác động nó sẽ biết được ấy, thì nó lại lâng cái dâng điện áp lên. Tóm lại nó sẽ thiết kế như thế nhá, giống trong sạc sạc xe đạp điện nó thế. Cái vấn đề ở đây là cái cốt lõi để mà ok bền ấy, nó chính là điện trở rơi trên con 1 ohm này này, nó sẽ đưa về nó kiểm soát được nhé. Nó có cái con MSU trên này nó kiểm soát được. Trên này nó sẽ có con MSU lập trình đấy, và một con nữa thì chắc là quét màn LCD này mọi người này. Màn con MSU sẽ có phím bấm này các bạn ạ, đưa ra lệnh trạng thái điều khiển nhá. Thì tất nhiên là khi chạy thì nó sẽ phải quạt nó mát để thổi. Thì mình đính chính cho mọi người, rất nhiều loại kẻ sạc xe đạp điện ấy là quạt nó hay thổi, nó hay hút từ bên trong ra, nó hút ở bên này nó thổi ra bên này. Nhưng mình ấy, thì mình hay có một cái trò ấy, là mình lật ngược lại cho nó hút gió mát, gió tươi từ môi trường, thổi làm sao đập vào được cái khí nhôm quay như này này.
miếng nhôm của con IGBT các bạn nhé, thì nó sẽ thổi nóng qua đây, nó sẽ đi qua thì nó cũng đi qua con khác nữa để nó thổi ra ngoài nó làm mát các bạn ạ. Thì mình thấy hiệu suất làm mát như thế thì nó bền hơn so với hút ra. Hút ra chúng ta hiểu như này này, nó hút ra, nó hút ở đây, gió lại đi len qua cái khe này, đi len qua cái khe này thì nó đích đi qua nhôm thì là nó chả mát được, nhưng gió nó từ bên ngoài nó thổi vào ấy, nó đập một phát vào cánh tản nhiệt luôn thì nó sẽ làm mát được nhá mọi người nhá, theo nhận định của mình. Còn các bạn thấy đúng thì cho mình một lượt like các bạn nhá. Quay trở lại sửa. Ngày nay thì những cái xả ắc quy này nó thông dụng, chả biết cái này là bán bao tiền, cái này bé bé này chắc là rẻ thôi các bạn ạ. Đây nha, mình để cho mọi người cái tên của nó này, anh Trung Quốc anh sản xuất nhiều lắm. Thôi mình sẽ đặt tên, đặt tên tựa đề cái video này là chính là cái này luôn nhá. Thì 5N60 thì chúng ta có thể thay 5N60 chúng ta có thể thay tầm 10L60 đổ lại thôi, chứ cao quá thì không ổn. Mà như mà con 3842 này chúng ta có thể thay cao đến tận 13L cũng được nhé. Con này nó xung kích ok mà. À con này có chạy con UC3843 các bạn ạ. Đây là cho mọi người nhìn này. Máy đang lấy nét bằng tay nên nó tự nó lấy nét được chuẩn. Thỉnh thoảng nó dở hơi, nó auto nó mất nét thôi. Đấy, UC3843 nhá. Tí nữa mình cũng thay đúng 3843 luôn. 3843 với 3842 nó khác nhau như này này. Là khi chúng ta mới cấp điện ấy, thì điện áp mồi nó sẽ dâng dần từ 0, 1, 2, 3. Và khi một cái điện áp mồi ở cái con tụ lọc nguồn chân VCC nó ấy, nó rơi lên tầm khoảng 14V. Trên 14V thì con 3842 mới thức tỉnh cái chế độ dao động của nó. Còn đâu con 3843 thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 10V thôi hay sao ấy. Mình nhớ như thế, không nhớ lắm. Tóm lại là con 3843 thì điện áp thấp hơn nó cũng khởi động được. Nên do đó mình có để ý ấy, những bộ nguồn ấy mà nó chạy nguồn 3843 thì cái nguồn VCC cho IC thấp hơn so với nguồn chạy 3842. Nhưng mà chúng ta thay lộn mình thấy nó vẫn chạy được các bạn ạ. Có cái là vẫn đáp ứng được mà. Đấy, để kiểm tra con này chết chưa nhá. Đấy, nó đã chập rồi nhá. Chập hết rồi, như vậy là nó chết công suất mà. Đa số cái đồ này toàn chết công suất mà. Nhưng mà cầu chì không cháy à? Cầu chì đẹp ghê đấy. Ô, cầu chì không cháy. Như vậy thì nó cháy điện trở bảo vệ quá dòng không? Đây này. Cũng không cháy. Ô, thế chết kiểu gì mà buồn cười ghê. Hay là bác đã động không? Vẫn zin bản này mọi người. Ừ, bác cũng đã động bên này. Như vậy là con này chưa biết là tại sao nhưng mà điện trở này không lỗi. Thì có khả năng IC dao động sẽ không chết. Đó, để mình thử xem có đúng không nhé. Bởi vì khi con điện trở này nó chết ấy, thì nó tới là cái điện nguồn 300V nó chảy từ D sang S và đến đây ấy, nó không dồn về mát được ấy, nó sẽ đi ngược trở lại con điện trở vào có dòng này. Đây này. Đi ra này và đi vào chân đấy, chân số 3 là chân CS. Thì con này như mình nhìn thấy con này là con bao nhiêu này? Đây gọi là chân số 3 đâu nhỉ? 1 2 3 4 5 6 7. À chân số 7 là chân sung ra. Các bạn nhá, đây mới là chân CS này. Thì nó sẽ đi qua con điện trở này, có tụ 1 tinh dư dập xung nhiễu này. Con điện trở này có giá trị là 1K. Xem con 1K nó có chết không. Đây là con 1K này. Không chết nhá. Và con điện trở này là con trở 1 ohm. À 10 ohm. To được 12 ohm do lội trở thôi. Nâu đen đen nhũ vàng, tức là 100 chia cho 10 nhá, nó là xung kích ra thôi. Như vậy là như thế này thì khả năng là nó không lỗi, nó chết móc phét nhưng mà khả năng IC không lỗi các bạn ạ. Đấy, theo cái phán đoán của mình nhá, xem có đúng không nhá, để tí nữa thử. Thì đây là con diốt cầu này, chỉ như đầu ra này thì xung dương tại đây, nó đi vào nó vào a lốt của hai con và đi ra cá tốt ở đây này. Thì đo ngược lại không thông là vẫn sống nhá. Đo thông như này là đo a lốt cá tốt, như vậy nó không chết. Móc phét này có chập không? Cũng không chập. Như vậy là bây giờ cứ xem cầu diốt nó chập không. Ở đây là dương nhá. AC này. AC này, ngược lại này. Đo đang đo cầu mà. Không sao cả nhá. Đo dây xem có đứt không. Đấy, bây giờ mình sẽ ghim điện. Đo thử xem có dao động không. Chả nhẽ con này chết đúng móc phét không à? Vô lý nhỉ. Chết móc phét nó sẽ, một là nó sẽ hay bị cháy con điện trở, à coi cầu diode này, hai là lỗ cầu chì.
Cầu chì này mình đoán chắc 2A là cùng đôi 2 hoặc 3. À 3,15A nhá mọi người nhá. Đây để thêm này để đo thử xem có xung ra động không nhá. Nó không chết cái gì mà chỉ thấy mỗi con móc phét chết thôi. Ghi qua bóng đèn này này mọi người này. Rồi ghi điện này. Ok. Thì đây là GND này. Mát 300V này. Đây là 300V nhá. Đó. Thì nguồn VC đầu tiên nó sẽ được mồi qua điện trở mồi ấy. Thì mình đang nhìn điện trở mồi thì đây này. Đi qua con 154 này, đi qua con điện trở này thì đây là tụ lọc nguồn nhá. Nó sẽ đi vào chân số 6 đấy. Đây này. Có điện áp rồi nhá, 8V nhá. Nhưng mà không có cái độ rung rung gì, nhưng có khả năng ấy là do cái con tụ rung lượng nó lớn thì nó không có độ rung rung đâu. Thì, thử đo xung trong có không nhá. Đây là chân gờ này. Không hề có các bạn ạ. Như vậy nó chết à. À giờ giật ngược lại á. À mình đo lấy mắt nhầm. Mình lấy mắt ở đây. Mắt phải đây rồi các bạn ạ. Nó chỉ lên một tí thôi. Không hề có xung ấy các bạn ạ. Không có xung đâu. À có đây mọi người. Có xung này mọi người. Bây giờ mới thấy được này. Mọi người nhá. Cái xung của nó rung rung rất nhỏ. Mọi người ạ. Đấy nó rung rung kim rất nhỏ nhá. Như vậy là đang có xung rồi. Bây giờ mình sẽ kiếm móc phét mình nặng táng nó vào nhá. Để xem nó chạy ra không. Con này chết mỗi móc phét đây. Hiện tại mình đang dùng một con có cái mã là P10NK70. À, đây là những cái con móc phét mình tháo ở những cái bo sắc TV thôi. Thì thường ấy, thì là cái chân ở giữa này nó vòng, nó nhà sản xuất họ bẻ cong ra để khoảng cách nó xa ra nó như thế này này, nó thành tam giác này để tăng cái độ cách điện. Và nhiều loại thì nó sẽ đổ keo chống ẩm như này mọi người ạ. Như con này này, con 15N80 thì con này ok, các quá nó ngon thì mình sẽ cất dùng cho cái khác. Con này thì 6L90, 6A900V thì cũng ok. Nhưng mình đang dùng con này. Con này tra data set nó ấy, thì là nó rơi vào dòng mắc của nó là 8,6A. Đi đáp chịu đựng là 600V các bạn nhé. Nên nó sẽ ok hơn con 5N của nó nhiều. Mình thấy một số những cái sàng này nó toàn dùng các loại móc phét theo kiểu là lưng sắt này thôi để tản nhiệt tốt thôi. Còn đâu chúng ta mua trên thị trường toàn lưng nhựa này cũng chẳng sao cả, vẫn ok hết. Vấn đề là khi chúng ta sửa là chúng ta lên kiếm những con móc phét nó chịu dòng cao hơn một chút xíu. Và đặc biệt là phải là móc phét xịn. Chứ mọi người mua con 10N60 mà là móc phét đẻo thì đôi khi là nó vẫn chết đẹp nhá. Nó vẫn nổ. Trong này của mình có cái lô ngày xưa mua cái chợ trời nên mình cũng chả dám dùng luôn. Mua cách đây hàng mười mấy năm về trước đây, như con này này, 13N60 này. Nắp nó nóng lắm nên mình không dám dùng. Mình cứ bỏ đây thỉnh thoảng mình dùng ấy thôi. Mình thử để cho nó chết rồi bỏ đi. Tức là thử mày xem mày có chạy không ấy các bạn. Hồi đấy mua nhiều lắm. Nên vẫn còn trong kia, vẫn còn khoảng chục con như thế đấy. 13N, 10N các bạn ạ. Nhưng bây giờ thì móc phét, bây giờ thì mua ngon hơn rồi. Chúng ta có mua móc phét xịn bây giờ đâu. Chúng ta mua khoảng tầm trên dưới chục nghìn thì là nó sẽ là ok. Mọi người nhé. Bây giờ thì những con móc phét này mua trên thị trường nó dễ. Ở các shop bán hàng nó bán dễ lắm, bán nhiều lắm. Có loại đắp loại rẻ thì chúng ta nên mua loại đắp một chút cho nó tăng cái độ bền các bạn ạ. Kể cả con IC ra động 3842 như thế. Shop bán rẻ nhất là chỉ có 2k mấy một con thôi. Còn đâu chính hãng là hơn 5k đã là có chính hãng rồi các bạn ạ. Là 3843 là sử dụng nó sẽ ok rồi. Nhưng mà sửa chữa thì linh kiện nó không tốn nhiều. Nhưng mà chúng ta phải có kiến thức, có kinh nghiệm chúng ta sửa. Và những video này là đa số mình sẽ chia sẻ cho mọi người đấy. Chúng ta mua linh kiện thì chúng ta về chúng ta sẽ tự làm. Là chúng ta có thể tự sửa được nó nhé. Và đôi khi sửa thì giá trị nó chả cao đâu. Nhưng mà đôi khi nó là cái đam mê. Và nó là cái sở thích. Và đôi khi sửa được nó thích lắm các bạn ạ. Mình nắp con này mà nó chạy ấy, thì ở đầu mình sẽ cuối video mình sẽ nói cho mọi người về khi mà nó bị chết chập móc phét mà nổ cầu chì ấy, thì chúng ta sẽ cần kiểm tra những cái gì nhé. Con này thì mình cũng không rõ tại sao lại chỉ mỗi bị mỗi thế thôi, buồn cười ghê. Đấy bây giờ sẽ đo thử nhá. Còn rất nhiều người thì cứ xem kênh này cứ hỏi mình là mua linh kiện ở đâu. Thì mình cần mua online ở các web bán linh kiện ấy. Chúng ta cứ Google chúng ta search hoặc chúng ta mua ở Shopee cũng được. Shopee bây giờ cái gì cũng có. Trang thương mại điện tử bây giờ cái gì cũng có. Miễn là có tiền là chúng ta mua được đủ thứ.
Bây giờ mình sẽ ghim điện này và mình sẽ đo nguồn lọc trên con tụ này đầu ra nhé, với dương ở đây và âm ở đây nhé. Mình sẽ đo trước xong ghim điện xem nó có chạy không nhá. Nếu có sự cố gì thì bóng này sẽ sáng nhá. Đây, zoom thấp xuống một chút cho mọi người nhìn này. Đó, xem nó có chạy không hay nó chết toi mới kiểm tra, chưa kiểm tra cái gì khác cả. Khi mà mình thấy IC dao động nó không chết ấy, thì mình sẽ kiểm tra ít hơn nhiều các bạn ạ. Mình ghim này. Đó, nó đã chạy luôn này, các bạn thấy chưa? Nó sạc 12V, nó ra 13V như thế là đẹp nhá mọi người nhá. À, nguồn VCC cho nó đây. Vừa nay có 8V này, bây giờ lên 14V nhé mọi người nhé. Bởi vì là cái xung điện áp phản hồi về nó sẽ cao hơn mồi ban đầu mà mọi người nhé. Như vậy là cái con này buồn cười ghê, chết đúng như thế rồi à. Để kiểm tra quạt, rồi mình sẽ lấy cái ác quy mình test thử nhé. Chờ mình chút, mình lắp hoàn thiện xong mình lấy cái ác quy mình test thử. Ở đây, cắm vào đây cho mọi người nhìn một chút. Khi nó đứt hết dây, tí là phải hàn lại hết dây này, bác là chắc là lật ra được nhiều. Trả lên cái gì các bạn ạ? Không lên nguồn hay là con này lỗi ở đây nhà bác cái động nhỉ, không lên cái đèn gì ở đây này các bạn nhé. Để mình sẽ kiểm tra và nó ăn cao hơn, nó ăn tận 6W. Như vậy là trên này đang có sự cố rồi mọi người ạ. Mình cắm đúng không cắm ngược được các bạn nhé. Mình có rút ra này, chúng ta sẽ nhìn này là nó chỉ có khoảng 3W thôi mọi người thấy không, 3,9 thì như vậy vẫn ok thôi. Thôi để mình kiểm tra qua đã nhá. Tại sao nó lại không lên gì? Tháo này ra hay là chết sừ mờ su rồi? Chán đời, chết con này thì thôi bỏ thôi, chả làm gì được các bạn nhé. Không đưa lệnh ra điều khiển được mà. Chúng ta sẽ nhìn ở đây là có một con IC là 7805 nhé. Ô, mình thấy con này bị nóng xám nóng này. Hay là chính là nó lỗi nhỉ? Để mình xem thử nhá. Này, ngoài phán đoán của mình ấy. Mình sẽ ghim điện và mình sẽ đo thử xem có 7805 có nguồn ra không nhá. Mát ở đây là, đây là dương mà, đúng rồi, đây là dương, mát ở đây thì đây là dương này, 12V này, nó sẽ đi vòng lên đến đây đấy, 12V này, nó đi vào chân in và nó ra chân out đây này, như vậy là ra được có 3,4V thôi. Mà con này nó ghi chữ 78M05 nhé mọi người nhé. Và chúng ta sẽ thấy nó ăn 3,7W rồi. Chế độ chờ này nó ăn như này nhé. Và mình thấy có vết dám ở đây này. Ôi dồi, nóng bóng. Các bạn ạ, thằng nào có vết dám. Các bạn ạ, là có vết dám dám. Tí bỏng tay. Như vậy là chết 7805. Không biết là trên bọn trên kia có chết toi không thì mình không rõ. Bây giờ mình cứ tháo 7805 ra đã nhé. Sau đó thay thử con khác. Bây giờ phải thử kiểu này này, cho nó chắc ăn này. Cắm cái này vào đi. Dùng cấp nguồn. Cấp 5V. Xem nó có lên màn hình không? Lên màn hình thì ok. Đồ tàu mà. Thì GND đây. Chúng ta để ý cái màn hình nhá. GND là đây đây này. Và 5V ra ở đây. Đấy, nó báo chập luôn, như vậy là có sự cố rồi. Ôi rồi, 2V mà ăn đến tận 0,5A kia đi. 2V mà ăn tận 0,5A rồi. Ôi rồi, thế hơi bỏ rồi các bạn nhé. Nóng bỏng con mờ su rồi. Mình này vừa dừng lại để tiếp khách. Đấy, mình bây giờ do mình bận mình không đi ra khỏi nhà được, thế là có công ty họ có cái máy hỏng, họ đã mang lên cho mình cái bo servo trục y các bạn ạ. Con bo này điện hơi lạ của Yakawa, mình cũng sửa một thời, mình cũng sửa nhiều các bạn ạ. Đây này, bo giá xác mình cũng có này, còn nói thôi quay trở lại mình làm cái này đã, mình hẹn họ chiều mai rồi, chiều mai lên rồi. Thì con này thì như mình bảo ấy là nóng bỏng con này nhá, nhưng không phải là con mờ su nhá. Con này mình có nhìn kỹ hóa ra nó là con 74HC164. Do đó là đây mới là con mờ su.
Con 74HC164 này chỉ liên quan đến hiển thị LED, hiển thị cái màn LCD thôi. Mình thấy các chức năng chân của nó vào con đấy các bạn ạ. Nên bây giờ cũng có cả chiếc chân của cái dãy LED này, dãy màn hình LCD này cũng vào con IC này. Nên bây giờ mình sẽ tháo bỏ nó ra để xem nó còn chập được không. Hy vọng là con này chập và con này sống nhá, để cứu được cây này. Con này mình cũng không cứu được, mình cũng up cho chúng ta tham khảo. Để chúng ta sẽ thấy là hỏng hóc là rất là nhiều điều bất ngờ xảy ra, không phải cái nào cũng sửa được. Nó hỏng bất kỳ bên ngoài cái gì kiểu gì thì mình cũng sửa được, nhưng mà động đến con mờ su kia thì mình bó tay nhá mọi người nhá. Con IC này này, mình đang tháo con này ra các bạn ạ, nó có keo đấy. Đúng là mỏ hàn đang dùng để hàn bếp từ nên nó rất là nhiệt, rất là cao đó. Đã tháo ra nhá, nó có cái lớp silicone, keo silicone ở dưới để chống ẩm thôi. Bây giờ mình sẽ lại cấp nguồn tiếp để xem nó có bị chập nó không. Mình nói cho mọi người thôi nhá, bởi vì các bạn không nhìn được cái đồng hồ của mình. Cái đồng hồ mình đang ở 2V, mình cấp này. Ôi giờ vẫn ăn 0,14 này này thì vẫn chết rồi các bạn ạ. Ở đây nó lên được, nó vừa lên xong lại mất. Mình tăng lên 5V xem nào. Tăng lên 3V đã 0,23 rồi đây này. Nó vừa lên cái là nó mất các bạn ạ. Đây này các bạn này. Ôi. Để xem con chip có nóng không, kiểu gì chip nóng rồi. Cũng không nóng, như vậy nó hỏng cái gì nữa mà nó ăn dòng cao đấy nhỉ. 4V mà đang ăn 4V mà đang ăn tận ấy, nó lại mất sáng gì à, đang tuột cái này. Nó sáng mét rồi các bạn nhé. Đây này mình clip lại chúng ta sẽ nhìn này. Đấy nó sáng lét đấy. Mà ăn 0,2 rồi. Hay là con này nó ăn như thế. Các bạn. Ôi giời cũng nóng rồi các bạn ạ. Cũng nóng rồi. Đang định thay con 74HC164 vào. Nhưng mà nóng như này thì con thua rồi. Mình chạm ở dưới đấy. Nó nhảy linh tinh này. Như vậy là con này bó tay chấm com rồi. Bình thường 4V như này không bao giờ nó ăn đến tận 0,3 như này. Mình tăng đến 5V thôi này. Đấy, tăng 5V ăn tận 0,48A. Thì như vậy là con mờ su này chết rồi nhá mọi người nhá. Không làm gì được nữa rồi. Nóng gian rồi các bạn ạ. Như vậy là con này không rõ là bị kiểu gì, hay là đầu tiên là 7805 chết, dẫn tới thì đáp 12V vọt quá cao nên lỗi này không thì không rõ. Con này khả năng mình sẽ thử cho chúng ta tham khảo nhá. Nó ăn dòng rất là cao đấy rồi, mình sẽ thay thử con 74HC164 vào xem nó có lên được không nhá. Mình đang có ý định gỡ con 74HC, con SVD mình cũng có, mình đang có ý định gỡ con 74HC164 nó trên cái bo cao su bỏ đi này. Để mình lắp thử thang nhá, chúng ta sẽ tham khảo xem nó có lên gì không. Nhưng tóm lại là không sửa được rồi nhá. Các bạn xem tiếp cho vui thôi. Và tí nữa mình kết luận cho mọi người khi mà hỏng khi bị hỏng nổ cầu chì thì chúng ta lên bắt đầu làm như thế nào nhá. Có đúng con này không nhỉ? Nhìn nó ít chân hơn. À đúng rồi. Đấy, để mình sẽ lắp nó vào nhá. Xem nó có hiển thị được hết lên không. Đôi khi là nó ăn dòng thì nó vẫn hiển thị được hết đấy. Nhưng mà mình khẳng định là con này không đáp ứng được dòng cho nó nhá. Con 7805 ấy. Nên gọi là thử cho chúng ta tham khảo cho vui thôi. Chiều như này là đúng chiều rồi. Nó vừa bóc ra nó hàn nó cũng dễ mà. Không phải IC chân mới đôi khi là khó. Bây giờ thử nhá, xem nó có hiển thị được cho chúng ta tham khảo nhá. Cũng chả sử dụng được nữa đâu mà mọi người, nó ăn dòng như thế thì một lúc nó nóng bỏng là nó chết. Test thử thôi mà. Đây là mát này.
Đó, các bạn thấy không? Nó lên được 000 này. Mọi người nhá. Bấm vẫn bấm được này. Nó lên 00 đấy. Ăn 0,42A, quá cao, còn chip này đang nóng bỏng. Chip nóng bỏng này không chịu được đâu các bạn nhé. Và đặc biệt ấy là cái nguồn con này có cái lạ này nữa này, mọi người này. Là cái nguồn 12V ra ấy, nó đi theo cái đường này, đi đi này nó được tràn con DZ này, đây là đường về đường FB rồi. À đi xuôi con diode này để đến cho đi của nó. Đồng thời cái súng dương đây cũng được chỉnh như thế này nhá, hay là do biến áp này không sử dụng nó. Không biết có quận, có quận không? Hình như có quận hay sao ạ. Bên ngoài có mọi người nhá, nó chuẩn chỉnh như này này. Mình cũng không rõ là nó thiết kế kiểu gì, ngoài có 12V vọt trở lại rồi này, còn có diode chỉnh như nữa, lọc trên con tụ này này. Là nguồn cấp cho nó nhá mọi người nhá. Như vậy là con này rất tiếc, đó là mờ su chập. Nhìn lại xem nào, con 7805 đâu nhỉ? Hay là này 7803, 7833. 78N05 nhá. 78N05I1. 7805 à, mình vẫn nhớ. Nó sẽ hạ từ 12V ra 5V để nuôi cái vỉ điều khiển đấy này, nhưng cái vỉ điều khiển này đã chết rồi. Đấy, chúng ta sẽ thấy chết nhiều kiểu lắm nhá. Mình ghim lại cho chúng ta này. Đấy, nó lên đẹp ghê. Nhưng mà chip nóng gian luôn. Đây là cho mọi người xem cái ăn dòng, mọi người mới biết là nó không thể dùng được các bạn nhé. Đó, nó đang ăn tận đến tận 0,44, ở đấy nó lại giảm hơn này, hay là nóng lên nó tách ra được thì tốt các bạn ạ. Giảm bớt một chút này, đang là hơn 5V mà. Nó lại giảm hơn này, hay là mình cứ ngâm lâu cho nó thoát tách ra được nhỉ các bạn nhỉ. Ngày xưa lại giống lại nói về cái bo cao su rồi nhá, một thời nó như thế nhá. Một thời là cái bo cao su này mình thấy nó lên bình thường. Mà nó ăn dòng cao như này này, 5V cao này, thế là mình dùng cái adapter nguồn riêng 5V để cấp cho nó. Sau đó mình dán cái tản nhiệt ra vỏ là ra nâng nó này, thế là khách cũng dùng được khoảng một tháng. Một tháng thì con mà dù nó chết thật các bạn ạ. Đây là do cấp nguồn mình có dòng khỏe nên nó mới chịu được thôi, nó mới lên được thôi, chứ bản thân mình ghi mà kia ấy, là nó nóng bỏng con chip con 7805 và có thể con 7805 sẽ hỏng và lại chết lại nhá mọi người nhá. À, ba này là ban không sửa được, thôi mình không làm được cho nữa. Mình sẽ kết thúc luôn video này ở đây nhá. Video này thì nãy tháo linh kiện ra và giả bác ấy thôi, hỏng nặng. Hỏng đến con này thì mình bó tay nhá. Chào tất cả mọi người. Quên mất đấy. Như lời mình nói thì khi mà nó bị chết con móc phét nhá, thì chúng ta sẽ kiểm tra cái con điện trở về từ chân G đi về IC. Rồi kiểm tra con điện trở đường bảo vệ quá dòng là từ chân S đi về IC, xem hai con điện trở nó cháy không. Nếu mà nó cháy thì khẳng định là 100% IC chết thì chúng ta phải thay IC mọi người ạ. Và khi nó chết, nó cháy hai con đi như thế thì kiểu gì là con điện trở bảo vệ quá dòng này, như con này nó chạy con 51 ohm nhá, à 0,51 ohm nhá, thì nó cũng sẽ cháy thì chúng ta sẽ thay các bạn ạ. Thì con này 0,51 chúng ta có thể thay 0,22 cũng chả sao cả, thì nó ngắt dòng bảo vệ quá dòng nó sâu hơn thôi các bạn ạ. Và khi nó chết IC thì chúng ta sẽ phải kiểm tra con PC87 xem nó chập chân 43 không. Và chúng ta sẽ lắp hết linh kiện lại. Và nó chập như thế thì kiểm tra cầu diode cũng có chập không nhá. Và chúng ta lắp hết linh kiện lại, trừ móc phét chúng ta không lắp. Và chúng ta ghim điện và chúng ta đo nó phải có xung ở chân G của móc phét thì chúng ta mới lắp móc phét vào để test thử nhá. Và test móc phét các thứ thì mình đã chia sẻ với mọi người cách chọn rồi, làm sao cho nó bền nhá mọi người nhá. Đó, thêm cái đoạn này nữa cho bạn nào gặp có lỗi thì còn biết cách sửa nhá.